Các bộ trưởng kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và ba nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã họp theo hình thức trực tuyến nhằm triển khai chỉ đạo mà các nhà lãnh đạo đã đưa ra tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Cộng 3 về ứng phó với dịch COVID-19 diễn ra mới đây. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuyên bố chung đưa ra các biện pháp nhằm kiềm chế áp dụng các biện pháp không cần thiết có thể ảnh hưởng tới dòng lưu chuyển của hàng hóa thiết yếu, thuốc và vật tư y tế trong khu vực. Cùng với đó, tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan cho dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung ứng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp hạn chế nhằm mục đích phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các bộ trưởng cũng khuyến khích việc xây dựng các hướng dẫn cho phép di chuyển của thương nhân qua biên giới mà không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Để cụ thể hóa tuyên bố chung, Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Cộng 3, các nước thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 với những biện pháp cụ thể hơn. Việc các nước ASEAN Cộng 3 thông qua tuyên bố chung và chuẩn bị kế hoạch hành động cụ thể cho thấy rõ hơn sự đồng thuận và hợp tác của ASEAN với ba nước đối tác lớn trong khu vực.